gì để cản mũi tí tì như cái đầu tâm vậy nè. Cái mùi nó ghê quá Duy ơi. Không, giờ nó hết ghê rồi. Có. Ai, không cay lắm nha. Thơm rồi. Thấy không, Giang này cắn nó bị ủ á. Giang ơi, Giang cắn lại đi cha. À, cái gì vậy? Cắn lại đi cha. À, cái gì vậy? Cái gì vậy Giang? Cái gì vậy? Để con Giang. Nãy giờ nó mới sống ra. Cái gì vậy? Không thiệt hả trời. Thiệt không Giang? Một lúc sau nó mới sống lên. Ôi. Cái gì vậy đó? Vậy mà đòi cắn nửa trái với người á. Rồi xem miếng bỏ thử coi. Không. Rồi bạn cắn một xíu rồi đó. Xem. Từ người một. Ngã đi. Từ từ lấy cây lên, từ từ lấy cây lên. 1, 2. Anh 2.5. Chưa cay. Thấy không? Không cay, chủ quán mì cay mà đó. Wow. Đó, một lát nữa khi kết thúc chương trình rồi lúc đó mới cay. Cay bắt đầu nha. Không, cho tôi miếng. Hao quá vậy nó. Để mình phải thử. Cay chưa? Cái mồ hôi mồ kê ra rồi đó. Nó lên tới đây luôn à. Đã lắm. Thấy cái mặt đỏ lên rồi kìa. Đã hả? Đã lắm á nghĩa. Nhưng mà một lúc sau nó mới lên đúng không? Nó lên tóc bò. À, rồi giờ Vinh thử nha. Ok. Cắm sâu vào. Mà thơm lắm. Ôi, em nó cũng đổi với những cái người gì thế này. Quái nhân ăn ớt. Thơm mà cũng uống sữa kìa. Thơm mà cầm ly sữa kìa. Cắm sâu vào. Không cay lắm. Không cay lắm, Vinh nói không cay lắm. Kêu thử đi em. Xé miếng thử đi. Thả em ra khỏi đồ này được không? Không, cay lắm. Thật không? Cái gì vậy Kiều? Em xé một miếng cái gì mà nó như con Chí vậy? Cay quá. Anh ơi. Cay muộn, cay muộn. Cay quá. Anh ơi. Cay muộn, cay muộn. Không, anh. Như đây đủ rồi anh ơi, em nghĩ là đủ. Lên lên dữ quá. Trời ơi, ăn ớt cái gì đổ mà mồ hôi mẫu như vậy? Đổ mồ hôi này kìa. Đổ mồ hôi. Chưa, Ghiêu xé một miếng nhỏ như vậy thì sẽ không cảm nhận được cái vị của nó đâu. Anh nói cái này càng hít vô càng cay á. Chết rồi. Càng hít càng cay, đừng hít vô. Nó bất tỉnh nhân sự luôn á. Hóa ra là mình cùng đổ với cả hai người bình thường. Ôi, tê hết nguyên cái lưỡi rồi. Tê từ cái đầu lưỡi. Em tê vô cuốn á, bắt đầu. Bắt đầu rồi. Chưa hết rồi. Duy ơi, mời em uống sữa. Duy ơi, em đừng có khóc. Anh ơi, đừng bỏ em vô hồ nước. Bây giờ như vậy, một là em cắn, em ăn một miếng đàng hoàng. Còn hai là anh tọng hết cái rớt vô miệng em. Bin ơi, Bin. Không sao đâu. Bắt kẻ đầu tẩu. Sữa đây rồi. Cắn hay là sao? Hay là để anh? Nè, trước khi em ăn á, anh nói với em điều luôn. À. Em đổ sữa tươi đi. Sao vậy? Uống vô nó càng cay. Ok, mẹ muốn hết nha. Nè, thử đi Di. Trời, cay quá má ơi. Ngã đi. Em nhai cho anh. Sao Di? Nó nóng cái lưỡi mình nóng dần lên càng càng nước miếng càng cay. À. Em đừng nên uống sữa tươi. Càng uống nó càng cay. Thôi anh em mình à. Chị ơi, có chuyện gì làm đau cổ chị Chị ơi. Không quá. Càng nhấn môi càng cay. Sao vậy Duy? Ai phụ bạc em sao Duy? Trời ơi, cái gì mà nước mắt rằn rùa vậy hả Duy? Ngậm đi. Mới chia tay người yêu hả Duy? Dô miếng sữa. Nuốt lại là cay nè. Duy ơi, anh khuyên em đừng nên uống sữa. Thôi đi lên em uống trắng. Bây giờ thôi, Đức nó đã không tham gia rồi thì thôi đừng ép nó. Ừ. Thôi nè, anh mở cửa đi. Đức đúng à. Rồi. Ba, anh Đức. Đức. À, Đức đứng cửa sau ra ngoài rồi. Em ra tới bãi xe rồi. Đức à. Đừng hay kiếm em nha. Mình phải thể hiện mình là một biệt đội fair play. Để mọi người thấy gương mặt của em thấy thương như thế nào. Hai người cuối cùng. Rồi còn một giờ cái sao Đức à? Em muốn là tự ăn hay là anh tự nhét vô không em? Anh nghĩ là theo em á, anh nên đàm phán với anh Đức đi. Bởi vì anh Đức ăn bao nhiêu phần còn lại của anh á.
Em xé một miếng đứt, em xé một miếng nhỏ thôi em ăn. Em cắn được không? Được. Em cắn đi. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Đức à, anh á, hồi nãy nói với em á, có một người phụ nữ họ đang 60 trớt này trong vòng 2 phút. Đó, không lẽ bây giờ em là một người đàn ông, em không cắn được một miếng sao Đức? À, mọi người đã có cảm giác đó rồi thì tại sao em không muốn biết cảm giác này thử một lần nhỉ? Em quất luôn. Mà một ít thôi được không? Được. Đừng ai ép em nhiều nữa. Ừ. Ok, nửa cái đó được rồi anh ơi. Em mới một tí thôi, cái đầu thôi mà em đã nhảy phốt lên xong rồi mất dáng. Em lẹ lẹ đi, em lẹ lẹ còn tên nghĩa nữa. Đấy. Không được, sao đem được. Miếng nữa đi em. Không, mẹ em. Đó, hết miếng đó đi em, hết miếng đó đi. Cái gì vậy, cái gì? Em bỏ ra luôn rồi còn gì? Không, cái đây không có gì đâu. Điều đâu có gì. Phải không sữa. Nó tê đầu lưỡi rồi. Nó tê, đúng rồi. Rồi vậy, nghĩa cắn cây. Hết cái lưỡi mình 30 giây sau nó mới lên. Đúng rồi. Duy ơi, em sao vậy Duy? Nghe thương quá Duy ơi. Cay lắm luôn. Cay lắm luôn á. Đúng rồi, ớt cay nhất thế giới này. Anh Duy ơi, Duy thì ok rồi. Bây giờ mình đứng lên đây đó. Anh nên em vào nè. Nghĩa à, còn lại là tới Nghĩa. Anh em ơi. Rượu mời không uống, lúc uống rượu phạt em. Anh em ta. Trên sân khấu hiện nay có 7 người. Ai đồng ý anh Đại Nghĩa cắn thêm trái ớt? Ai đồng ý anh Nghĩa cắn ớt nào? Ai đồng ý rồi? Em nghĩ là mình không nên gieo rắc nỗi đau nữa. Đúng rồi, Duy ơi, anh thương em. Thôi, 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 Duy à. Ăn không, không ăn tôi chà á. Chỉnh tính á. Tôi cũng xé một mẫu, tôi ăn. Cắn không đi, cắn không đi. Anh Nghĩa à, làm anh khó lắm. Rồi, ok. Trước khi anh Nghĩa cắn cho em xin cắn miếng nữa. Tại vì hồi nãy em cắn ít quá mà em chưa kịp nhai. Nó, em nói thiệt là em có cảm giác nó tê cái đầu lưỡi nhưng mà lỡ rồi. Trời tới luôn. Cho biết. Dân chơi không sẵn rơi là đây nè. Rồi đúng rồi. Được á. Đức ơi, không nhâm, lẽ bị nhâm nhi nó. Đức ơi, không lẽ bây giờ anh Phong thắng. Rồi, từ từ. Hồi nãy vừa mới đưa lên cái đầu nữa anh như cái chà. Uống đi, giỡn đi rồi. Anh giỡn rồi Đức, uống đi. Bây giờ là tôi tê tay luôn rồi này Nghĩa. Nó anh giống à, như bị tai biến. Bạn anh đang chờ anh ra chơi chung kìa. Từ từ đừng có cầm anh, tưởng cắn. Anh cắn, xin lỗi nha. Anh cắn xong anh ngồi với Đức kìa. Thôi, đây, nhìn đi. Thôi, vô nữa đi. Trời ơi, cắn gì đâu giống như. Trời ơi, bằng em luôn á. Thật đấy, bằng em á. Cái gì bằng em? Thôi sợ, nó chưa có cây liền đâu, đừng có sợ. Cây. Chưa. Cái đầu lưỡi kìa. Chưa. Bây giờ Nghĩa lấy hộp ớt á, Nghĩa ngậm á. Trời ơi, nó cay rồi. Duyên trả lời cho em. Vô thật sự. Ê, quất hết em rồi. Chữa. Nè, có cái ly có con ruồi nè. Nói chung là em hết cay nhưng mà em bị ngộ độc. Đúng mấy cái này đi. Thường quá. Trời ơi, nó cay ra tới cái môi rồi em ơi. Thôi bây giờ muốn giải cay á, căng. Bây giờ mình đang biến rất hiểm vô nè. Duy ơi, sao em ngồi chèm bẹp một góc vậy Duy? Cay lắm luôn á, giờ anh ngang. Biết. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã thử nghiệm cái vị giác với những cái sự cay, nóng rồi đắng của trà và của ớt đúng không? Đây mới chỉ là phần 1 của chương trình mà thôi. Nhưng mà nó đỡ thiệt. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần thứ 2, đó là về thính giác.